Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là sự thật về tool tài xỉu anh em nhé. Ok anh em, thì ngày hôm nay thì mình sẽ bao 15 củ đây và chiến tại bộ môn tài xỉu cân cửa trên con TDTC thì nửa chơi này. Thì mình cũng nói luôn với tất cả anh chị em đang xem được video của mình đấy, cái sự thật về cái tool tài xỉu này thì tool tài xỉu thì nó hoàn toàn là không có thật anh em nhé. Đấy thì tất cả thì nó chỉ là lừa dối anh em thôi. Đấy, chứ còn tool tài xỉu thì nó không bao giờ nó gọi là có thật đâu. Đấy nên anh em chơi anh em phải để ý về mấy vấn đề này nhá. Nếu nó mà tool tài xỉu nó mà có thật thì chắc chắn không bao giờ đến cái chuyện mà đến lượt anh em đâu. Đấy, tại sao mà mình lại nói là tool tài xỉu nó không có thật? Nó cũng là một cái phần mềm, nó cũng có code. Đấy, thì nhưng mà tất cả thì mọi thứ nó đều chỉnh bằng cơm hết anh em nhá. Đấy, nó quay hai cái màn hình, nó quay một bên tài, nó đánh một bên tài và một bên xỉu. Đấy, ví dụ như là nó bên này nó về xỉu thì nó sẽ chỉnh là về xỉu, anh em hiểu chưa? Đấy, anh em hiểu, khi mà vào là đang phân tích về tài hạn, đúng chưa anh em? Đấy thì nó có một cái bên tài bên xỉu mà. Đấy thì khi nào nó về xỉu nó quay hai màn luôn. Khi nào nó về xỉu thì nó sẽ chỉnh là nó sẽ chỉnh cái kia là về xỉu thì lại khớp với cái bên kia mà bên kia về xỉu rồi. Anh em hiểu ý mình không? Đấy nên là anh em chơi, nên là anh em phải để ý thận trọng về cái tool tài xỉu này nhá. Đấy để tránh cái tình trạng mà anh em bị lừa về cái tool tài xỉu này. Nếu mình nói luôn là nếu như mà có cái tool tài xỉu này thì chắc chắn là không bao giờ đến lượt anh em đâu. Đấy, mình khẳng định luôn. Đấy bởi vì là tool tài xỉu nếu nó có nó tự đánh chứ không bao giờ nó gọi là đi nhắn tin hay là nó mời chào hay là nó cung cấp hay là nọ kia, đúng chưa anh em? Đấy, nó lại mất thời gian, đúng không em? Tại sao mà nó có tool đấy nó không nên chơi, nó gõ một tay hai tay nó kiếm một vài mờ nó đơn giản thì ngày nào nó kiếm như thế cho nó dễ chứ nó chia sẻ cho anh em làm cái gì, đúng chưa? Đấy chứ còn mình nói là nếu như mà nó có như thế mà nó lại bán cho anh em thì có phải là khi nó bán như thế thì càng nhiều người thì có phải là nhà cái ăn gì nó lấy đâu, từ ngày nào cũng thắng như thế thì nó lấy gì ra để nó trả cho anh em, đúng chứ em? Thì đương nhiên là cái một điều là không bao giờ có chuyện mà có cái tool đấy nhá, tất cả thì nó dối anh em thôi. Đấy nếu mà nó có như thế thì chắc chắn không bao giờ là có chuyện mà nó xâm nhập vào được nhà cái đâu, bởi vì nhà cái là tất cả nó tạo ra, nó đã tạo ra game rồi thì đương nhiên thì nó có những cái người rất giỏi về cái game này, những cái IT rất giỏi thì đương nhiên là hàng ngày luôn có người trực máy thì làm gì có chuyện mà anh em có thể xâm nhập được vào, đúng chưa anh em? Đấy nó phải như vậy. Nếu mà anh em ngày nào cũng thắng, đánh kiểu gì cũng thắng, thế thì nó lấy cái gì ra để nó trả tiền công nhân, để nó trả cho trả máy móc, đúng chưa anh em? Đấy để nó hoạt động. Nên anh em phải tỉnh táo với vấn đề này nhá. Không, sự thật về cái tool tài xỉu này là không, hoàn toàn không có thật đâu. Tất cả chỉ là lừa dối và lừa gà cho anh em, để cho những anh em nào xa bờ tin tưởng là anh em tiếp cận đến cái tool này thôi. Chứ còn thực sự với tất cả anh chị em, nếu mà có tool này chắc chắn em một điều là nó là người chơi đầu tiên, nó là người đánh đầu tiên và nó là người ấp ủ đầu tiên, chứ không bao giờ có chuyện mà nó chia sẻ cho anh em để kiếm một vài đồng rồi anh em ạ. Anh em hãy tỉnh táo về vấn đề này nhá. Rồi ok, thì tiếng vừa rồi thì mình đã gãy cầu. Để tiếng này mình đánh tiếng tiếp theo. Tiếng này thì mình sẽ đánh một củ vào cái cầu tài này nhá. Đấy thì mình cứ túc tắc mình đánh cho anh em ạ. Đấy nhiều lúc thì nó về cầu thuận và cũng nhiều lúc thì nó cũng cầu nghịch. Thì những cái cầu này thì mình đánh đôi khi nó là thao túng tâm lý của anh em. Đấy nó có thuận cầu thì mình đánh cầu gì cũng được, nhưng mà về cầu nghịch này thì đương nhiên thì nhiều lúc thì nó cũng có một vài tay nó không được ok lắm, nên là anh em chơi chắc anh em cũng phải hiểu, đúng không em? Nếu mà bầu là chơi tay nào cũng thắng tay nào cũng win thì chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện như vậy nhá. Đấy thì tất cả chỉ là lừa dối anh em thôi đấy. Nhưng mà đôi khi là đánh năm có nhiều lúc ấy, đánh năm tay có ăn năm là có, đúng không em? Đấy nhưng mà cũng phải lúc loại lúc kia chứ đâu có phải là lúc nào cũng là ăn như vậy đâu anh em. Đấy nhưng quan trọng nhất là mình luôn là người chiến thắng, mình luôn là người rực rỡ, điều đấy là điều quan trọng, điều đấy là điều ok anh em ạ. Rồi ok, kết quả là chắc chắn húp rồi, em thấy chưa? Đẳng cấp thì vẫn cứ là đẳng cấp thôi, đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng, đúng chưa anh em? Đấy, mình đánh thì cũng chỉ như vậy thôi anh em ạ. Đấy, vì mình cứ túc tắc thì mình chơi thôi, chứ mình cũng chẳng phải là ham hố để gặp cái sự cố làm gì cả. Đấy, cứ bình tĩnh thì đương nhiên sẽ tự tin và sẽ chiến thắng thôi. Tiếp theo thì mình sẽ lại đánh tiếp vào cầu của nó. Đấy, cứ cầu đến đâu thì mình đánh đến đấy nhá. Còn nếu như anh em nào mà đang xem video của mình cảm thấy hay cho mình một follow nhá. Còn link của cái con
TDTC thì nửa chơi này thì mình luôn để sẵn cho anh em ở dưới phần mô tả. Anh em mà đam mê thì anh em cứ ấn vào link và tải về và trải nghiệm tất cả các trò chơi trên này thôi. Và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và xem tiếng tiếp theo xem có thực sự là về cái cầu tài này không nhá. Đấy, xem những cách đánh và những cách bắt cầu của mình xem nó có ok, xem nó có ổn áp hay không. Rồi, và bây giờ thì cùng mình đếm ngược thời gian nào. 8 7 6 5 4 3 2 1 mở lại anh em ơi, xem kết quả của cái tài không nhá. Rồi, vậy là gãy cầu anh em ạ. Vậy là gãy cầu, vậy là đường cầu đã thay đổi rồi. Đấy, vậy là đường cầu đã thay đổi. Khi mà đường cầu đã thay đổi thì đương nhiên là mình sẽ không đánh nhá anh em ạ. Đấy, bởi vì là hiện tại bây giờ là mình đang có lãi là lên được 17 củ. Mình sẽ chờ. Anh em hiểu chưa? Mình sẽ chờ một vài tay đấy để cho nó trở về dạng cầu bình thường thì mình sẽ chơi. Đấy, đúng cái tiếng ra tiếng trước của nó là cầu 3113, 3112 thì nó phải ra cầu 3113 chứ không phải là ra cầu 3112 được. Đấy, em hiểu chưa? Đấy thì nó là xuất vào cái dạng cầu nghịch. Thì đương nhiên là những dạng cầu nghịch này thì làm sao? Thì mình nên bỏ qua để chờ những dạng cầu nó đẹp hơn thì mình hẳn chơi, chứ còn đừng mà chơi ở cái những dạng cầu này thì chắc chắn thì hai ba tay cũng là lúa em nhá. Nếu như anh em đánh ít 100 một lít 2 lít 3 lít chẳng hạn thì đương nhiên hai ba tay thì anh em cũng phải mất tầm 9 lít hoặc 6 lít, đúng chưa em? Đấy, thà những cái tay này thì anh em bỏ qua đi để chờ những cầu đẹp hơn thì anh em hãy chơi. Đấy thì còn cầu trên con TDC thì lúc nào cũng là mượt và lúc nào là ok em nhá. Đấy, có những dạng cầu vượt dài và những dạng cầu 2313, 2212 và những dạng cầu vượt ngắn, đảm bảo tất cả chị em là cầu kèo là hoàn toàn xanh chín, đã chơi là win, đã đánh là thắng anh em nhé. Đây thì anh em hãy xem đây, với cái số vốn ban đầu của mình mang vào thì hiện tại nó đã lên được bao nhiêu, lên được 17 củ. Anh em cảm thấy là mình đánh như vậy là có chắc không? Đấy, cứ từ từ túc ta túc tắc nhát một hai mình chơi. Đấy, cảm thấy không ok thì mình sẽ kết thúc, mình sẽ dừng và mình chốt lại thôi, đơn giản vậy thôi. Để đánh như vậy thì ngày nào mình cũng thắng, ngày nào mình cũng win, nên mình phải khôn khéo thế thì mình mới có lời nha em nhá. Ok anh em, và bây giờ thì mình xin phép tất cả anh em là mình sẽ kết thúc và chốt lại ở đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.